từ giám đốc công an phường bị điều chuyển làm cán bộ trực ban. Trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng công an phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa bị cách chức và điều chuyển xuống bộ phận trực ban thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hạ Long. Theo đó, thiếu tướng Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh đã ký quyết định cách chức trưởng công an phường Bãi Cháy thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Thành Nam và chuyển công tác khác từ ngày 6 tháng 6. Cụ thể, ông Nam được điều động đến công tác tại đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hạ Long, được bố trí ở bộ phận trực ban. Ông Nguyễn Thành Nam là người có hành vi điều khiển xe ô tô khi đã uống rượu, đi sai làn đường, dẫn đến va chạm giao thông và có hành vi ứng xử thiếu văn hóa và chuẩn mực đạo đức, đe dọa người khác tại nơi công cộng vào ngày 17 tháng 5 năm 2023. Do những vi phạm trên, ngày 22 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thành Nam. Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long, những hành vi trên của Trung tá Nguyễn Thành Nam đã gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền, đơn vị nơi mình sinh hoạt và công tác, làm xấu hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân và làm mất uy tín của cá nhân mình.